Hello, hello. Xin chào tất cả các bạn. Và sau một thời gian khá là vất vả nghiên cứu và tìm tòi, tôi đã tích hợp vào được một cái công cụ tốt để viết một cái trang blog. Và cái video này tôi muốn làm gì? Thứ nhất, tôi muốn giới thiệu với các bạn cái trang mới, trang blog của học lập trình online.com. Và cái thực ra cái trang web này mới chạy online từ hôm qua, tôi mới đưa lên host từ ngày hôm qua. Tôi testing nó khoảng được một tuần, nghiên cứu và testing thì và mới đưa lên host từ ngày hôm qua và nó bắt đầu chính thức hoạt động rồi. Và đây là một cái blog thì tôi sẽ viết các bài ở đây và tất nhiên là tôi không muốn viết nó một mình. Nếu mà có ai, các bạn là sinh viên, các bạn là những người lập trình viên và các bạn nếu mà các bạn có hứng thú viết bài thì hoặc là tôi bây giờ thì tôi đang lấy ý kiến chẳng hạn. Học lập trình online blog nên là một trang web như thế nào? Thì đây tôi viết một vài ý và tôi cũng đang đây tức là tôi mong được nhận nhiều ý kiến đóng góp. Thứ nhất là nó sẽ là một trang blog về lập trình rồi nhấn mạnh vào mảng lập trình web và mobile và tôi muốn nó được viết bởi more than one person, có nghĩa là chí ít là cũng có ai đó tham gia viết cùng với tôi, hoặc là tôi cũng muốn nó được viết bởi chính các bạn, tức là tôi muốn tham gia nhiều, tức là tôi muốn được sự tham gia của nhiều nhiều người để viết nó cũng như để đọc nó. Đối tượng của The Blog thì tất nhiên là các bạn trẻ yêu thích lập trình rồi. Và khái niệm trẻ thế nào là trẻ thì tôi cũng không biết đã nhỉ, tôi cũng còn rất trẻ đúng không? Hình thức thể hiện thế nào, chúng ta sẽ làm thế nào để khuyến khích được để làm cho mọi người hứng thú. Tất nhiên là hình thức cũng không quan trọng lắm, nếu mà đối với người lập trình thì tôi biết là cái gì là quan trọng mà nội dung là quan trọng. Bạn đề cập đến vấn đề gì và công nghệ của bạn có thú vị không và cách trình bày của bạn có hay không, làm sao để khuyến khích mọi người tham gia viết bài có chất lượng rồi vân vân và vân vân. Đây là một trong những cái bài mà tôi đăng đầu tiên và bên cạnh đó thì tôi cũng mở ra có vài cái gọi là category, tức là các cái chuyên mục ấy. Thì đầu tiên nó có tất cả các chuyên mục này rồi, có science, nó có fun này. Đây là những thứ mà ở trong cái trang blog này nó tạo sẵn. Thế còn tôi tạo ra những cái chuyên mục ví dụ như PHP, tôi tạo ra Coordinator, Google Maps, cũng có thể là HTML5, JavaScript gì đó. Và tôi sẽ tạo thêm nếu như ai đó yêu cầu. Và có cái chuyên mục về tuyển sinh, rồi có chuyên mục về bạn đọc viết, rồi thậm chí tôi để cái quảng cáo miễn phí này, nhưng mà tôi sợ rằng là cái này chắc sẽ phải xóa đi, sợ rằng rất nhiều người sẽ thích quảng cáo và sẽ làm cái sự trang web nó sẽ lộn xộn, cái này còn phải xem nhé, hoặc là quảng cáo cũng còn phải tùy. Đấy là một vài cái ý kiến nhỉ, và mời các bạn hãy tham gia tham quan cái trang blog và hãy cho tôi đầu tiên hãy cho tôi một vài cái comment, các bạn có thể comment vào đây đúng không? Comment rất thoải mái. Và tất nhiên hãy hãy làm những thứ đó với một tinh thần xây dựng nhé, hãy comment. Đừng viết lăng nhăng vào rồi mất công tôi xóa. Ok. Vậy là chúng ta lại có một cái công cụ nữa để mà giao lưu nhỉ. So, thank you very much for watching and see you next time.